Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày mới thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và sau đây là nội dung chi tiết của kênh. Mời các bạn cùng chú ý đón xem và theo dõi. Nhật Kim Anh đến Pháp gây chú ý khi mang cà phê ở ngoài vào nhà hàng. Sau thời gian dịch bệnh căng thẳng, nhiều sao Việt ra nước ngoài tận hưởng những chuyến du lịch sang chảnh để thư giãn. Nhật Kim Anh cũng vừa có chuyến tham quan tại Pháp, tuy nhiên cô lại gây chú ý bằng việc mang cà phê riêng từ bên ngoài vào nhà hàng. Hơn một năm kinh doanh bận rộn chỉ quanh quận ở Việt Nam, Nhật Kim Anh đã có chuyến đi mới đến Pháp để nghỉ dưỡng. Dù trải nghiệm nhiều loại hình dịch vụ sang trọng ở đây, nhưng giọng ca lâu đài cát không thể thiếu hương vị cà phê truyền thống. Nhật Kim Anh uống cà phê riêng trong nhà hàng sang trọng. Đội ca sĩ vô tư ngồi pha thức uống trong nhà hàng. Nhật Kim Anh vào một nhà hàng sang trọng mở livestream và pha cà phê giới thiệu cùng khán giả. Người đẹp cho biết cô đã quen với hương vị cà phê quê nhà nên đến nước ngoài cũng phải mang theo uống. Dòng ca đoạn đường vắng thản nhiên mở hộp và xin nước nóng để pha thức uống tại nhà hàng. Nhiều ý kiến cho rằng Nhật Kim Anh kém lịch sự khi đang ngồi trong nhà hàng sang trọng nơi có bán nhiều thức ăn, thức uống, lại mang cà phê nhà theo, pha uống vô tư, bình luận chia sẻ, bớt làm vậy, bớt lịch sự, bên nước ngoài như vậy là điều tối kỵ bạn ơi, quê quá. Ngay sau đó Nhật Kim Anh đã đáp trả: "Dạ thưa bạn, thế bạn có biết khi ra nước ngoài bạn muốn đem đồ ăn hay uống vào quán người ta bạn phải hỏi và xin phép họ không? Và xin lỗi bạn nhé, tôi đã xin phép mới làm bạn nha, chứ vào nhà hàng nổi tiếng" mà làm điều họ không đồng ý thì tôi đã bị đuổi hoặc bị họ yêu cầu không làm rồi bạn ạ. À. Cảm ơn bạn đã góp ý nhé. Nhiều người tỏ ra khá đồng tình với giọng ca sinh năm 1985, bên cạnh đó cho rằng hành động này không đáng bị đánh giá bất lịch sự vì đã xin phép trước. Trong chuyến đi Pháp, Nhật Kim Anh đã chia sẻ nhiều hình ảnh xinh đẹp tại đây. Cô nàng vừa khoe ảnh sang chảnh trên du thuyền hay khung cảnh lãng mạn bên dòng sông Sen thơ mộng. Người đẹp đã đầu tư số tiền không nhỏ cho chuyến đi và khẳng định không phèn như một vài bình luận chia sẻ. Khán giả đang tò mò liệu cô có thêm kế hoạch gì ở Pháp. Nữ ca sĩ 8X nhuận xác sau khi ly hôn, Nhật Kim Anh khoe làn da trắng mịn ở độ tuổi U40 là người điều hành công ty mỹ phẩm lớn ở Việt Nam thời điểm hiện tại, khối tài sản của Nhật Kim Anh đang sở hữu khó có thể kể hết. Thế cho nên cô không lo tốn kém khi thưởng thức các món ăn của nhà hàng nước ngoài và việc dùng cà phê truyền thống cũng chỉ là thói quen dù cho mình đi đến đâu cũng không thể thiếu. Bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo.